25 tháng 10 2021. Số mấy đó con? 3. Ừ. Số 3 tiếng Anh là? 3. Ừ. Số mấy nữa? 1. Rồi, số 1, số 1 tiếng Anh là? 1. Good. Số 3 là 3, số 1 là 1. Số mấy? Số mấy? 2. Số 2. Số mấy đó? 4. 4. Số mấy? 10. Số 10, số 10 đẹp quá ha. Số mấy? 19. Dạ 9. Số mấy con? 8. Dạ 8. Số mấy? Dạ 11. À, dạ 11. Số 11 đó. Số mấy? Dạ 13. Số mấy đó? Dạ. Con đang cầm số mấy đó? Dạ 7. À, dạ 7. Số 7 ha. Đẹp lắm. Số mấy đó? Dạ 5. À, số 5. Số 5 cũng đẹp nữa. Số mấy đó con? 12. Rồi, số 12 cũng đẹp ha. Đẹp lắm. Số mấy đó con? 6. Rồi. Bây giờ con chỉ cho mẹ số mấy nè. Ở trên này nè, chỉ từ đây xuống nè. Số mấy? 1. À. Đây là con gì con? Thỏ. À, con thỏ.